chung Nga, niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhân ai ăn cần. Xe chung Nga, lời ca vang mãi ngàn xa. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách thân tình. Xe chung Nga, ngày đêm không quá nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe chung Nga, nhận đi bất cứ nơi đâu. Xe chung Nga, gọi phone nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Gửi trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Tạm chia tay nhé, thương lỗ bình an. Xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga. Thương lỗ bình an. Ngày đêm không quản nắng mưa. Xe chung Nga, nhịp nhàng tay lái an toàn. Xe chung Nga, dẫn đi bất cứ nơi đâu. Xe chung Nga, gọi phone nghe phục vụ ngay. Đón khách đi, đón khách về. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe. Thương lỗ bên em. Ngọc trai là gì? Ngọc trai là một vật hình cầu cứng được một số loài vật tạo ra, chủ yếu là loài nhuyễn thể như con trai và sò. Ngọc trai được sử dụng làm đồ trang sức và cũng được tán thành bột để dùng trong mỹ phẩm, dược phẩm. Ngọc trai được coi là biểu tượng của sự quý phái cũng như giới thượng lưu suốt nhiều thế kỷ qua. Các nhà cai trị của Ấn Độ hay các nữ hoàng ở châu Âu thời kỳ trước luôn có thói quen khoác lên mình một số lượng khổng lồ ngọc trai như một thứ để biểu thị quyền uy. Thậm chí đến tận ngày nay, loại đá quý hữu cơ này vẫn không hề đánh mất ngôi vị của mình khi luôn hiện diện trên thảm đỏ, những bộ váy cưới đắt tiền hay đơn giản là một món trang sức đeo thường ngày của phái đẹp. Ngọc trai được hình thành như thế nào? Ngọc trai hình thành thông qua cơ chế tự vệ của loài nhuyễn thể. Hiểu một cách nôm na, khi có dị vật thường là các sinh vật nhỏ hay cát lạc qua được lớp vỏ và xâm nhập vào phần thân mềm của các loài trai sò. Lớp màng ngoài của chúng sẽ tự tiết ra chất khoáng aragonite hoặc canxit được dính với nhau bởi chất hữu cơ colchicolin. Sự kết hợp của hỗn hợp này tạo ra thứ được gọi là xà cừ. Nhiệm vụ của xà cừ là bao bọc lấy dị vật để dị vật không làm tổn thương cơ thể trai sò. Quá trình phủ xà cừ này sẽ lặp đi lặp lại và lớn dần lên thành viên ngọc trai sáng bóng mà chúng ta thường thấy. Tuy nhiên, ngày nay hầu như tất cả ngọc trai trang sức là ngọc trai nuôi. Thông thường vật lạ cấy vào con trai hay sò là mảnh vỏ con trai được đánh bóng cùng với một mảnh nhỏ mô của con trai khác vào cơ quan sinh dục của con trai để làm xúc tác tạo ngọc. Ngoài ra, từ nuôi trồng hạt ngọc bình thường đã phát triển mở rộng ra nuôi trồng hạt màu và hạt hình tượng. Đón khách về. Mời quý khách lên xe. Mời quý khách lên xe, gửi trọn niềm tin với bác tài xế. Mời quý khách lên xe, mời quý khách lên xe, tạm chia tay nhé, thương lỗ bình an. Xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga, xe chung Nga, thương lỗ bình an, thương lỗ bình an, xe chung Nga. Niềm tin hạnh phúc trong tôi. Xe chung Nga, vòng tay nhân ai ăn cần. Xe chung Nga, lời ca vang mãi ngàn xa. Xe chung Nga, lời tri ân quý khách thân tình.